chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sachi 1/10 2009 nâng cấp giật gần với một cái bản full option là cực chất. Cái chiếc Suzuki Sachi 1/10 2009 khoác cho mình một diện mạo bên ngoài với gam màu hồng đen đẹp lung linh, với điểm nhấn là các dòng chữ F1/10 làm điểm nhấn. Và còn rất nhiều món đồ chơi kiển tại giá trị mà chúng tôi sẽ nhắc nhiều hơn qua clip bên dưới đây. Phần chi đông được tạo màu cùng với diện ốc kỳ nằm điện phân được gam màu titan vô cùng ấn tượng. Chiếc xe này còn đổi sổ cho mình cái cụm công tắc của CB 600 5F ở bên trái và Domino ở bên cạnh, còn thêm cho mình một cụm tăng tốc cùng với hiệu cho chỉnh ga được cút gắn để chiến mã đề ba nhanh hơn. Tuy nhiên, để dùng cái cụm tăng thì không thể dùng dây ga chim mà phải dùng dây ga kiểu do bên Thái Lan sản xuất là cực kỳ dài, sau đó về đo bằng cái xe và cắt đi. Cũng không quên nhắc về cái chịu lực matrix kẹp cổ với hành trình là 70 m xuyên qua đi cùng với 16 nút chỉnh đàn nhẹ để chống xe lắp đầu sàn khi chạy độ cao. Số chứng minh có cơ một quen thuộc làm bao nhiêu chiếc xe chuyển phải trở nên đẹp và lạ mắt hơn là cái cụm Tacom giúp em kết hợp cùng với thắng Rainbow Asset. Đây là hai món đồ chơi đều đến từ Ý nhưng là hai thương hiệu khác nhau. Với giúp em đến từ Domino có mức giá bán tầm là 3 triệu đồng, còn bên cạnh là tay Rainbow thì có mức giá cao hơn 6 triệu đồng. Trang chân trước ở dựng chương trình heo dọc Rainbow logo đỏ hai bít đã xứng, đi cùng với điện thắng đồ chơi được đặt làm riêng và có mức thành khoảng 2 triệu đồng. Kích thước dành riêng cho những chiếc Raider Sachi ứng dụng sẽ giúp bố ăn hết được toàn bộ mặt đĩa. Các dạng chân sau vẫn ứng dụng chương trình heo dầu thành đồ lớn hai bít đã xứng nhưng được làm các vết xe ngược từ những cái dòng phân lớn. Bên cạnh còn có một bên đặt Rainbow kết hợp cùng với chân kinh, kết hợp cùng với cái chân Titan không chỉ đẹp mà còn giúp cho lực phanh mạnh mẽ hơn, độ ra thắng thì tốt hơn. Hệ thống chơi sau ứng dụng cho mình phục hoa lim bên dầu trời để tăng thêm sự nổi bật kỹ xe. Bộ phục này được trang bị hai nấm chỉnh để người chủ kiểm soát cái độ đàn hồi khi diễn trong những cung đường khác nhau. Quay nâng cấp cái đồng hồ Casio đã chụp cũ của một chàng biker ở Bạc Liêu. Cái chiếc quay độ là sản phẩm của một tay chơi ở đất Bạc Liêu. Theo kinh nghiệm của giới sàn xe thì giá trị hàng khủng cho chiếc xe này có thể gấp là 2-3 lần so với giá trị thật của chiếc xe. Đây có thật là sự chịu chi hiếm có từ người chủ khi sử dụng cái chiếc quay độ này. Nếu các bạn thường xem những clip mà mình đã nói về những dòng quay phim độ thì chắc chắn sẽ nhớ về chiếc xe này. Mình đã từng nói cách đây cũng hơi lâu và nay mình xin giới thiệu một lần nữa để gửi đến các bạn một bản cập nhật đầy đủ hơn cho em ấy khi được dọn là hoàn chỉnh. Trang bị cho mình một cái đồng hồ ASF mẫu mới có mức giá khoảng là 10 triệu đồng, rất nhiều tính năng đo đạc hiện đại và full LCD 100%. Ngoài ra còn tích hợp thêm chức năng đo góc nghiêng của xe. Cái cụm thắng Rainbow ASF được trang bị thêm hai chú ốc và cái chú ốc chó cầu tì. Cái cụm tăng tốc Domino có hành trình ra được ngắn hơn, tăng tốc cũng lại hơn. Cái dầu được bấm các dầu đồ chơi nhìn rất cầu kỳ, theo dọc Rainbow logo lớn đỏ để tạo điểm nhấn cho xe. Mắt đọc Casio đo mét và đĩa caper thất làm CC mượn đen được cố định vào đồng bằng lõi ốc rồ tây. Phục Hardin thương hiệu đồ chơi đến từ Thụy Điển, nơi chuyên cung cấp những đội trợ lực chạm khắc cho những tay đua MotoGP, và không quên kể đến những chi tiết ốc rồ tây nằm khắp mọi nơi trên xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chi tiết nhớ like, subscribe.